Trừ trường hợp ấy thì ít lắm. Ông cảm ơn bà là bà luôn luôn như vậy là chăm sóc con cái và để ý đến chồng con rất tốt. Sống không bao giờ có những cái tai tiếng, tai lớn tiếng nhỏ như vậy trong gia đình cả. Nhưng mà trong lúc cãi nhau thì bà nhìn ông hay là ông nhìn bà? Chồng giận thì vợ phải lui lời, cơm sôi bớt lửa thì trái rồi hạt nào. Tôi phải nhịn hết đi. Nhìn hết rồi hay chưa? Nhưng mà có bao giờ bà nhịn nhiều quá rồi bà cảm thấy buồn? Không nhịn nhau thì còn biết nhường cho ai cái phần đó. Nhưng mà có khi nào mà ông nhịn bà không? Có. Nếu giả sử như cách độ khoảng 50 năm trở về trước thì không. Dạ. Thì bà rất lành tính. Dạ. Nhưng mà riêng vài năm nay thì bà có những cái sự như bệnh tình nó phát sinh. Có những lúc bà bồng bột thì bắt đầu bà cũng có sự cáu gắt. Thì lúc bây giờ ông buộc lại phải như vậy là lui lại. Hồi xưa giờ bà có la ông không? Không la thì tôi cũng chả la. Ví dụ như cái công việc cái lúc mà anh bận bề thì con cái quấy giúp sự coi như mình. Mình xin chào ông bà. Chào. Dạ, xin chào. Anh Sĩ Quỳnh Đinh xin chào. Mà dạ, giới con thiệu tên là Ngọc Lan. Ngọc Lan ạ. À? Dạ. Ngày xưa thì ông quen bà năm đó ông bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm ông quen bà là ông đã 28 tuổi. 28. Biết thì biết trước. Nhưng mà trong cái lúc mà ông lứa tuổi thanh niên là ông phải đi bộ đội. À. Và vào miền Nam chiến đấu thì mãi năm 68 ông mới quay trở ra Bắc. À. Tức là ông quen bà ngoài Bắc. Hai ông bà thì cùng một quê hương. Năm 28 tuổi mới có mối tình đầu của Dạ, tôi đó mối hả? tình đầu. Bà, lúc bà gặp ông á, bà còn nhớ ông là như thế nào Lúc khi đấy thì ông đi bộ đội về thì người ấy gầy gò lắm rồi xong ấy. Tôi chỉ biết là yêu cái ông mà đi bộ đội về, đi chiến đấu về, không phải đi nữa. À, có chiến lược. Đúng rồi, chiến lược đó. Ông đi xong rồi ông đâu đi nữa đâu, khỏe. Còn mấy người mới yêu đi mới mệt. Nhiều khi đi năm mấy năm mới về luôn á. Bà quá hay luôn. Rồi ông đi bộ đội về bắt đầu mới nảy sinh tình yêu. Dạ. Là ông đi bộ đội về, cái ông đi kiếm bà rồi ông tỏ tình với bà hả không? Không, ông đi bộ đội thì lúc bây giờ người đang yếu lắm. Vì ở trong này như vậy là nhiều bệnh tật nó phát sinh, nó vất vả. Dạ. Và chiến đấu thì ở rừng, ở vú nó khổ lắm. Sốt rét, sốt gì không nhỉ? Nè. Sau khi về thì cũng cần phải nghỉ ngơi 1-2 năm cho nó hồi lại sức. Coi cũng có chiến lược, phải nghỉ ngơi hồi lại sức thì mới đi tìm người yêu được. Chứ lúc mà bệnh hoạn đi tìm người yêu sao được. Rồi tự nhiên sao ông yêu bà mày hơn rất nhiều cô gái trong làng, ông không yêu? Chiến tranh nó đang quá ác liệt. Dạ. Lứa tuổi thanh niên là con gái từ 17-18 tuổi đã là phải ra đi hết. Đi thanh niên xung phong mở những con đường Trường Sơn, tất cả các thứ. Dạ. Đi hết. Thuận lợi là bà này lúc bây giờ bà ấy về thì bắt đầu bà ấy cũng ở nhà, bà ấy đi làm ở địa phương, ở huyện thôi. À. Cho nên lại mới gặp được. À, tức là bà cũng đã đi thanh niên xung phong rồi. Có, bà đi thanh niên phong. Ồ, vậy là hai bà đi hoàn thành nhiệm vụ hết rồi mới về, mới gặp nhau. Rồi gặp bà rồi. Hai người biết tỏ tình. Ai tỏ tình trước bà? Ông tỏ tình trước hả? Ông nói sao bà nhớ không bà? Có, tôi nhớ chị. Ông nói sao bà? Ông vừa trình bày đấy. Tôi nắm tay bà nói tôi yêu bà hả? Vâng, vâng. Không, không, ví dụ như thế là nói những cái câu hơn, có vẻ là tình cảm hơn. Tôi và yêu nhau thì bắt đầu ta kết hôn với nhau. Rồi bà nói sao? Thì bà nói cô đồng ý. Bà đồng ý liền luôn hả bà? Đấy, đồng ý liền, nhưng mà rồi mới đi đến cái chỗ kết luận là bón miếng trầu, miếng cao có chi với thành vợ chồng được chứ. Lúc ông nắm tay bà chưa? Có, nắm tay. Ông nắm tay luôn hả? Còn nói ra những cái chi tiết diễn nhiều lắm. Cũng rất là thẹn. Thẹn thùng á? Thẹn thùng ấy. Bao lâu ông hôn bà đầu tiên? Cái đó thì không nhớ được. Phải hơn 1 năm ấy.
Thế rồi bao lâu thì ông bà mới cưới nhau? Được hơn 1 năm, gần 2 năm thì bắt đầu cưới luôn. Ông con ông bà có mấy người con? Hiện bây giờ là còn được 6. Ông ơi, trong những cái giai đoạn khó khăn đó thì ông lấy bà xong rồi mình ở chung với gia đình của mình hay là ở riêng hả ông? Nhà tôi lúc bây giờ là anh em đi bộ đội chiến đấu miền Nam hết. Dạ. Ông bà ở nhà là buộc phải đưa vợ con về để mà chăm phụng sự ông bà. Dạ. Những lúc sanh con như thế đó bà, thì có ông bên cạnh không? Nói chung thì qua những cái thời gian sinh đẻ thì ông cũng đi vắng. Khi mà được một vài tháng thì ông có về qua tí thì lại phải đi thôi. Về ngày ngày rồi đi bao lâu bà? Đi mãi, đi đến bao giờ mà chiến tranh hoàn thành được kiểu là ông mới về. Nó cũng có thuận lợi. Thuận lợi là sau khi ông về thì bắt đầu như vậy là vì sức khỏe yếu, không phục vụ trong nguồn quân đội được, thì tiếp tục quay trở về là phục vụ những người phục vụ cho bộ đội. Thì ông đã chuyển ngành về bên dân chính của Thanh Hóa, thế là ở ngay trong tỉnh. Thế nên là hàng tháng chỉ ngày chủ nhật tất cả các thứ tranh thủ về nhà được thôi. Nói chung thì cái lúc mới về thì yếu thật, nhưng mà dần dần thì đi ăn dưỡng rồi về anh cũng tỉnh táo con người ra. Lúc đầu cũng yếu thật ha, nhưng sao không mạnh. Vâng, đi về đúng là yếu thật ạ. Rồi bao giờ ông mới khỏe mạnh trở lại? Cũng không nhớ lắm, nhưng mà cũng lâu lâu một vài tháng hay một năm ấy, thì ông tỉnh táo tại mình thấy vui. Lúc bây giờ mới có con. À, tức là ông về thời gian đầu. Thời gian cũng... đầu sau mới có con. Vâng. Yeah. Người con đầu của ông là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 52 rồi. Dạ, yeah. còn con út. Con út là năm nay là 30, 31. Bà ơi, cái lúc mà bà mang bầu người con út á, lúc đó bà có biết không? Tại mình lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi, 40-50 rồi phải không bà? Thì là phải hơn 50 tuổi ông. 50 tuổi. Nhưng mà sanh nhiều quá, phụ nữ sanh nhiều quá rất là vất vả, thậm chí là nó ảnh hưởng sức khỏe bà. Nói chung cái đấy thì tôi cũng biết rồi. Mà nhà tôi lại đói chứ không phải là no được. Người ta thì cần có gạo mà ăn đằng đằng đi gạo phải đi mất đi xén các thứ. Mất xén thế mà bà lo được cho 6 người con thì cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ông ấy cũng đi rồi ít nhiều thì cũng nhon gót được nhiều ít bữa dăm và cân gạo rồi đem về đến nuôi con. Lại cần nuôi 2 ông bà già nữa chứ. Ồ vậy à. Vâng. Bà vừa làm dâu vừa chăm sóc 6 người con. Vâng. Mà có mấy lần bị hỏng nữa đúng không bà? Có 2-3 lần. Con thương ông bà ở một cái điểm như nè. Ừ. Ông bà nói về những cái khó khăn của mình, những cái lúc mà đói ăn, không có gạo ăn mà ông bà cười rất là nhiều. Ấy, có nụ cười đó mới quên đi những cái khó khăn. Chứ nếu ai mà lúc đó ông bà buồn, mà buồn nữa thì tôi nói tan nát. Mà bà kể chuyện rất là có duyên á, bà kể chuyện có duyên lắm, bà kể chuyện mắc cười lắm. Lúc đó mình vẫn bản lĩnh như thế. Vâng. Có chỉ có nụ cười mới vượt qua tất cả mọi thứ á bà nha. Yeah. Vâng. Người ta biết nói là ruộng sâu châu nái không bằng con gái đậu lòng. Được cái đề án mới đó, 7-8 tuổi nên cũng đi cậy râu má các thứ về ăn. Con thấy ông bà cứ cười suốt như vậy thì trong cuộc sống của ông bà có lần nào gọi là mâu thuẫn và tranh cãi với nhau không? Trừ trường hợp ấy thì ít lắm. Ông cảm ơn bà là bà luôn luôn như vậy là chăm sóc con cái và để ý đến chồng con rất tốt. Sống không bao giờ có những cái tai tiếng, tai lớn tiếng nhỏ như vậy trong gia đình cả. Nhưng mà trong lúc cãi nhau thì bà nhìn ông hay là ông nhìn bà? Chồng giận thì vợ phải lui lời. Cơm sôi bớt lửa thì chả rồi hạt nào. Tôi phải nhịn hết đi. Nhịn hết luôn hay chưa? Nhưng mà có bao giờ bà nhịn nhiều quá rồi bà cảm thấy buồn? Ừ, không nhịn nhau thì còn biết nhường cho ai cái phần đó. Nhưng mà có khi nào mà ông nhịn bà không? Có. Nếu là sự như cách độ khoảng 50 năm trở về trước thì không. Dạ. Thì bà rất lành tính. Dạ. Nhưng mà riêng vài năm nay thì bà có những cái sự như bệnh tình nó phát sinh. Có những lúc bà bồng bột thì bắt đầu bà cũng có sự cáu gắt. Thì lúc bây giờ ông buộc lại phải như vậy là lui lại. Hồi xưa giờ bà có la ông không? Không la thì tôi cũng chả la. Ví dụ như cái công việc cái lúc mà anh bộn bề rồi con cái quấy rúc thì coi như mình cũng có bận nhặng với nhau tí thôi. Nhưng mà rồi xong hết. Vâng, xong thôi. Dạ.
Đến bao lâu thì ông bà mới chuyển hẳn vào trong Sài Gòn? Giờ thì bắt đầu như vậy là cứ đi đi về về thôi. Chứ còn cũng không ở cố định. Mình vẫn ở Thanh Hóa không nhỉ? Quê là ở Thanh Hóa. Ở huyện nào à? Ở huyện Hải Trung, ở ngay dưới giáp Bỉm Sơn đấy. Dạ, giáp gần Bỉm Sơn đấy ha. Ông có bao giờ mà bà núng nỉu với ông này kia không bà ông? Hiện bây giờ ví dụ như tay bà đau là ông vẫn phải đút cơm cho bà ăn. Đúng đó. Ông đút cơm à? Ông vẫn phải đút cơm cho bà ăn mà. À vậy à? Ông đút cơm rồi, có khi nào ông không đút cơm thì bà có giận ông không? Giận thì đói, anh ơi, giận thì đói. Có là không đút thì mới lấy thìa mà xúc mà ăn. Ăn thì miếng mặn miếng lạt. Tình cảm nhà 80 mấy tuổi vẫn đút cơm cho bà ăn nha. Vậy. Nhưng mà phải là ông đút thôi chứ người khác đút là bà không ăn. Bà ở nhà thì ai nấu cơm cho ông bà? Hay có khi nào ông nấu cơm cho bà ăn không? Có, nếu khi về Bắc thì bắt đầu là ông với bà thì nếu bà bình thường thì bà nấu, không thì ông lại phải nấu. À, bà vẫn nấu cơm cho ông hả? Bà vẫn nấu cơm. Hai người tình trăm năm vẫn chăm sóc với nhau như cái thuở ban đầu đó hả bà hả? Bây giờ ông có bao giờ lén lén nắm tay bà chưa? Thật sự chứ còn phải lén nữa chứ ai. Thật sự chứ còn phải lén nữa chứ ai. Con hỏi cái này nè, tối ngủ là có ôm nhau không? Có chứ. Nếu là sự hôm nào ở ngoài Bắc ấy, lạnh được, ông quay trở lại ôm tôi tí chứ ấm. Nhưng mà có lạnh thiệt không bà hay là chỉ là cái cớ thôi? Lạnh. Sao bà không quay qua ôm ông mà và kêu ông ôm bà trước? Không, cũng có lúc tôi ôm. Bây giờ cái tuổi này đó, con cháu trong nhà nên giống như Linh mà con cháu ông bà là con Linh cứ chọc ông bà hoài luôn. Chọc như thế cho nó vui đó. Ông cười rất tươi, bà cũng cười rất tươi, bẽn lẽn. Nếu như bây giờ mà ông thơm bà cái ngay má thì bà thấy sao nhỉ? Nói chung thì cũng được, lại càng tình cảm chứ. Trời, con thích bà quá. Bây giờ ông thơm bà cái nè. Anh với cô với các cháu ngồi đây mới cười chứ. Bây giờ là ông đứng lên nắm tay bà nói một cái lời gì đó tình cảm rồi cái hôn bà một cái, thấy không nhỉ? Đứng lên thì chuyện đơn giản đó, đó đơn giản bà, rồi. Chả có việc con gì. Nghĩ bây giờ ông bà là đang mắc cỡ, chưa có chất xúc tác. Con có chất xúc tác. Okay. Đây là một cái lá thư nè, lá thư của ông gửi cho bà. Ông nhờ con đọc, cho nên là con sẽ mở ra con đọc để mà cho bà nghe, cho các con cháu nghe cũng như là quý vị khán giả tận hưởng được niềm hạnh phúc của ông bà. Gửi bà, mẹ của các con, cảm ơn bà vì đã làm vợ của tôi trong suốt hơn 50 năm qua. Cảm ơn bà đã làm mẹ của các con tôi. Cảm ơn bà không quản gian khó nuôi nấng dạy dỗ các con nên người. Cảm ơn sự hy sinh vất vả cả đời mà bà đã dành cho cha con tôi. Cảm ơn bà vì ngay cả khi bà đã lẫn nhưng vẫn không nỡ quên tôi, các con và các cháu. Sẽ chẳng ai hình dung nổi những khó khăn vất vả của chúng ta đã bước qua khi tôi thường xuyên đi công tác xa nhà một mình, bà ở nhà với nguyên đàn con nhỏ, trứng gà, trứng vịt. Cảm ơn bà nhiều lắm. Những ngày gian khó đã qua, các con giờ cũng đã khôn lớn, đều đã có gia đình riêng, các cháu cũng đang lớn. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Chúng ta cũng đã già, mỗi ngày qua đi là một ngày chúng ta đếm ngược thời gian được ở bên các con cháu. Tôi vẫn mong, mỗi giờ phút trôi qua, tôi và bà sẽ vẫn cùng nhau, nắm tay nhau bên nhau, nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Tôi sẽ là cây gậy để dắt bà đi, là đôi mắt của bà nếu như bà không nhìn rõ, là đôi tai của bà nếu như bà không nghe, là trí nhớ của bà nếu như bà quên. Tôi sẽ là tất cả của bà. Tôi không biết nói lời hay hay làm bà buồn. Tôi xin lỗi bà nhé. Bà có thể quên hết nhưng tuyệt đối đừng quên tôi, đừng quên các con. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi cũng nguyện sẽ bên bà, vẫn là vợ chồng, chúng ta vẫn đồng lòng, người chèo người chống, vượt qua mọi trở ngại gian khó bà nhé. Cầu mong mỗi ngày qua đi
bà sẽ đều thật mạnh khỏe và sống an yên bên tôi cùng các con cháu bà nhé. Thương bà nhiều. Cảm ơn bà nhé. Chắc là ngoài kia hàng triệu khán giả xem vẫn ngàn lời với những cái lời ông chia sẻ với bà. Trong mỗi trái tim con người ta sao động đến những cái từng lời từng chữ của ông gửi cho bà đấy. Những cái lời lẽ đó nó tận sâu thẳm trong đáy lòng của ông ha ông nhờ. Dạ. Và Linh nghĩ rằng bà hiện nay bà cũng chắc cảm nhận được tất cả điều đó. Có lẽ là gần 2 năm nay bà bị bệnh đó ha. Dạ. Thành ra là bà cũng có lúc nhớ lúc quên đó ông nhờ. Dạ. Dạ. Thì ông luôn luôn là đôi mắt, là đôi tay, là đôi chân, là trí nhớ, là tình yêu thương của bà. Dạ. Có bao giờ ông nói với bà những điều như trong thư chưa ông? Có chứ, vì hai ông bà Phi Nhiên vẫn lúc nào cũng ân cần và chăm chút lẫn cho bà. Ông hơi yếu thì bắt đầu bà cũng chăm, mà bà yếu thì bắt đầu ông cũng chăm đến nơi đến chốn. Bà nghe thơ bà cảm nhận như thế nào bà? Bà cảm nhận thấy cái việc đó là giữa hai chúng tôi là hắn như giữa đó. Và có khi lại còn mạnh hơn, mẽ hơn cái thơ đấy thôi. Con may mắn con đọc được những cái dòng chữ này, những cái lời lẽ này của ông dành cho bà mà con đã cảm thấy xúc động rất là nhiều rồi. Thế mà ở ngoài cuộc sống của ông bà thì ông bà lại còn dành cho nhau nhiều hơn như thế nữa. Rồi con ước gì con được ở chung nhà với ông bà để con chứng kiến những cái giây phút hạnh phúc của ông bà dành cho nhau mỗi giờ, mỗi ngày. Thích quá. Giá như trong cuộc sống hiện tại, những cặp mà đang chung sống với nhau mà làm được những điều đó, giá như trong mỗi con người, trong thực thể mỗi con người luôn luôn nói ra những lời đó, những cái tấm chân tình đó đối với đối phương của mình, chắc có lẽ rằng không có gia đình nào tan vỡ cả. Giá như chúng ta nhận biết ngay từ lúc đầu, lúc chúng ta yêu nhau những lời lẽ thế này, thì tôi nghĩ rằng tình trăm năm không khó chút xíu nào cả. Tuyệt vời quá không ạ? Dạ. Bây giờ sức khỏe bà thế nào rồi? Sức khỏe của tôi thì yếu. Giờ là chủ yếu là bà nói trước là quên sao mà. Dạ. Nhưng bà vẫn còn cảm nhận tất cả những cái gì mà ông dành cho bà đó. Vâng, nói chung thì tất cả những cái hay, cái dữ thì này khác, thứ là tôi cảm nhận được cả. Dạ. Giờ thì con muốn mời ông bà xem video clip. Chắc chắn đó sẽ là những cái điều hạnh phúc tiếp nối ở trong cái chương trình ngày hôm nay. Con mời ông bà. Người lớn rát họng đờm ho, An Phế Nam Dược khỏi lo dùng liền. Bây giờ nếu mà sử như mà hôm nào mà bà mà thấy người khó chịu tất cả các thứ là buộc phải chiều bà, không có là bà lại nổi giận lên chứ. Hồi xưa thì bà vô tư à, đi làm rồi cũng tất cả các thứ sức khỏe thì bình thường lắm. Họ hát suốt đêm. Hiện bây giờ bà yếu thì ông phải chăm đấy chứ, còn bất luận có những vấn đề gì khác, bà đau yếu mà không chủ động được á, thì mình cũng phải có những sự cảm xúc chứ. Yêu ông không những chỉ buổi đầu, muôn vàn ngày nhớ nối tiếp nhau. Yêu anh mỗi phút trăm ngàn phút, bao nỗi nhớ thương vương vấn lòng. Đây là những cái câu thơ mà từ xưa tới giờ bà đọc với nhau, từ cái lúc hai bà mới bắt đầu yêu nhau cơ. Bà tự làm đấy, tự làm. Mỗi người tình yêu của mỗi người, mỗi cặp đôi. Mẹ con công nhận mẹ già đi mẹ là công quốc không? Mà bọn con chiều mẹ hết mực luôn. Chiều cái chi này, chiều mẹ cái chi này. Thế mẹ không thấy à, thích gì là được đó. Ừ. Mỗi dội là thì đánh giá quá thôi. Dỗi dỗi tí cũng được, nhưng mà dỗi nhiều quá là anh mệt đấy. Anh yêu là mệt chứ. Không mệt thì ông nhờ. Mệt đấy. Bố ơi, mẹ ơi, con gái út của bố mẹ đây ạ. Chắc là từ trước đến giờ con luôn là nỗi lo lắng nhất của bố mẹ. Vì từ nhỏ đến giờ con không biết làm một cái gì hết ngoài ăn với học. Tính tình thì nhút nhát, lại còn hay làm biếng nữa. Nhưng bây giờ con khẳng định là con đã biết nấu cơm.
cũng bớt làm biếng hơn rồi. Nên là bây giờ bố mẹ đừng có lo lắng gì cho con và các anh chị nữa cả. Việc của bố mẹ bây giờ là phải yêu thương nhau thật nhiều và chỉ lo lắng quan tâm chăm sóc cho nhau thôi. Qua chương trình khác với mọi lần thì việc gì con cũng đùm đẩy cho các anh chị lớn hết. Thì lần này con sẽ thay anh chị gửi đôi lời đến với bố mẹ. Đầu tiên là với mẹ Vân. Thì con biết là bệnh tình làm cho mẹ quên đi mọi thứ rất là nhanh. Chuyện gì mẹ cũng quên rất là nhanh. Tuy nhiên thì con mong rằng mẹ hãy luôn nhớ rằng đối với các con trai gái dâu rể nhà ông Ước thì mẹ luôn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất. Còn đối với bố thì với bố với chồng mẹ thì chắc chắn là mẹ luôn luôn được chiều nhất cái xã rồi, nhất xã rồi. Việc của mẹ là luôn luôn phải sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với bố và các con, như vậy là đủ rồi. Còn với riêng bố thì thật sự trong suốt khoảng thời gian qua, khi mà chứng kiến mẹ bệnh rồi bố chạy vậy đến mẹ từ Bắc vào Nam khắp Việt Nam đi chữa bệnh, thì thật sự là con rất là cảm phục bố. Bố thì chiều mẹ tất tần tật mọi thứ, tất tần tật mọi lúc, những khi mà mẹ nhõng nhẽo, bất kỳ cái có rất là nhiều lần mẹ nổi giận không vì một lý do gì cả, chỉ vì mẹ nhớ những cái chuyện xa lắc xa lơ, những chuyện ngày xưa thôi. Nhưng mà bố luôn luôn chịu giận và chiều theo mẹ mọi những cái điều nhõng nhẽo của mẹ. Thì thật sự con rất là cảm phục và luôn luôn thầm cảm ơn bố. Bọn con đều ở rất là xa, lâu lâu mới có thời gian về thăm bố mẹ. Nên là khi mà nhìn thấy cái tình cảm của bố mẹ như vậy ấy, thì thật sự là bản thân bọn con vô cùng là quý trọng, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào về không chỉ là cái tình yêu mà bố dành cho mẹ, tình yêu mà mẹ dành cho bố, mà còn là cái cách sống mà bố mẹ đối xử với nhau nữa. Thì con chúc bố luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn giữ mãi cái tình yêu này cho mẹ như vậy, và mãi là chỗ dựa cho mẹ với lại các con bây giờ và trong tương lai nữa. Con và các anh chị yêu bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn con gái. Cảm ơn con gái đã lắng nghe những lời bố mẹ kể lại. Hay là ông bà có thể ở trong Nam luôn đi, để con cháu có gần gũi để có thể chăm sóc ông bà. Tiện chăm sóc hơn á ông bà. Ông bà thì hiện bây giờ lại cũng ở nhà riêng. Cho nên hiện bây giờ thì bắt đầu như vậy là thôi thì ông bà ở đâu cũng được. Nhưng mà Nam Bắc thì năm nào cũng cứ vào ra dạ. Vậy thôi. Ở đâu cũng được, miễn ông bà ôm nhau ngủ là được rồi. Quay qua ôm tôi cho nó ấm với ông nha. Dạ. Vâng, cái đó thì có hết rồi. Cảm ơn ông bà rất là nhiều dạ. Nha. Xin cảm dạ. Ơn. Hôm nay bà cũng muốn nói gì với ông không? Thôi nói như thế là đủ rồi anh ạ. Tôi cảm ơn ông là ông lúc mô ông cũng lúc chiều chuộng tôi. Ông muốn nói gì bà nữa không? Đấy nha, tôi đã nói với bà là ông 82 tuổi vẫn đã đi qua, còn bà mới sao 76 tuổi vẫn chưa già. Hồn hồn mà cái nãy đang hứa đấy. Đấy thì đấy. Đấy. Đúng quá à.